Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, chiều tối 27 tháng 12 tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra lễ hội ẩm thực Ninh Thuận chào đón năm mới 2024. Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm 2024, góp phần quảng bá du lịch ẩm thực Ninh Thuận đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tham dự lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm thưởng thức trên 100 món ăn hấp dẫn và đặc sắc chế biến từ các nguyên liệu đặc trưng của Ninh Thuận như nho, táo, hải sản, hàu, dê, cừu, măng tây. Lễ hội còn có 110 gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận và các địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như múa lân sư rồng, nghệ thuật đường phố, các hoạt động trò chơi, ẩm thực, cuộc thi đầu bếp ngôi sao tài năng về cừu và hàu Ninh Thuận. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12. Chiều ngày 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tổng kết năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận hội tụ xanh. Năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận đã tổ chức trên 200 sự kiện, diễn đàn, lễ hội, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội, huy động sức mạnh cộng đồng trong việc thúc đẩy du lịch, phục hồi nhanh và phát triển bền vững trên khắp cả nước. Tại Bình Thuận, tổng lượt khách tham quan lưu trú du lịch năm 2023 đạt 8,35 triệu lượt, tăng gần 146% so với năm 2022. Doanh thu du lịch đạt 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 163%. GRDP du lịch đạt 9.750 tỷ đồng, đạt hơn 9% tổng GRDP cả tỉnh. Bình Thuận đã về đích các chỉ tiêu phát triển du lịch trước một tháng và là một trong số 10 tỉnh thành phố có tổng lượt du khách và doanh thu cao nhất cả nước. Thành công từ năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận hội tụ xanh đã tạo tiền đề phát triển vững chắc cho ngành du lịch địa phương, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn, góp phần gìn giữ phát huy giá trị riêng có, các di tích lịch sử, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, làm đẹp cảnh quan, môi trường du lịch. Thành phố du lịch Hội An hiện có 9 sản phẩm ô cốp, trong đó có một số sản phẩm đặc trưng phục vụ Tết. Những ngày này, không khí sản xuất tại các cơ sở này đang tất bật để đưa sản phẩm phục vụ Tết đến với người tiêu dùng. Dùng nguyên liệu từ trái quất của vùng chuyên canh quất Hội An, cơ sở này chuyên sản xuất sản phẩm quất xấy sợi bằng công nghệ xoáy lạnh và mứt quất dẻo. Để chuẩn bị cho mùa hàng Tết năm nay, chủ cơ sở sản phẩm ô cốp này đã bao tiêu vườn nguyên liệu để tăng sản lượng đầu ra cung cấp cho thị trường. Hiện tại bây giờ đang có cái lượng khách đặt sỉ Tết rất là lớn để mà về cung cấp thị trường. Thì qua đánh giá đến thời điểm này thì thấy lượng tiêu thụ so với năm ngoái là đã tăng lên gấp 2 lần, gấp 3 lần. Chọn nguyên liệu thuần tự nhiên và dòng sản phẩm ít sử dụng đường đang là xu hướng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Nắm bắt xu thế này, cơ sở sản xuất ô cốp này đã đưa ra một số sản phẩm làm từ các loại hạt rong biển, yến xào. Sản phẩm năm nay khá đa dạng, đặc biệt trong giỏ quà Tết, cơ sở này hướng đến dòng sản phẩm tầm trung với mức giá phù hợp nhu cầu tiêu dùng của nhiều người. Đưa ra những set quà là vừa chất lượng mà vừa hợp túi tiền với người tiêu dùng, sẽ có mức từ 350.000 tới 550.000 chẳng hạn. Còn nếu như những set quà mà yêu cầu cao cấp hơn thì bên mình cũng có dòng yến xào. Mặc dù nhu cầu tiêu dùng hàng trưng bày chân Tết như hộp đựng bánh mứt, 12 con giáp, vật phẩm phong thủy có giảm, nhưng một số cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ tại Hội An vẫn duy trì sản xuất nhưng số lượng giảm hơn 50%. Những năm trước thì cái hàng Tết khi nào tôi cũng vài trăm triệu hết, nhưng mà năm nay thì chắc khoảng tầm đầu tư không dám nhiều, khoảng tầm trăm mấy 200 triệu trở lại thì không dám nhiều. Năm nay là tôi cũng sản xuất nhưng mà số lượng ít thật, nó không nhiều giống như mấy năm, thì nó khoảng tầm 20% 30% của năm mấy năm trước. Theo các cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp, nhu cầu tiêu dùng hàng Tết năm nay có xu hướng giảm, nhưng người tiêu dùng lại có xu hướng chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe, nên các cơ sở cũng nhanh chóng thích ứng với nhu cầu thị trường. Hiện nguồn nguyên liệu đã ổn định, nên sản lượng và đầu ra luôn đảm bảo cung ứng Tết. Bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bàn Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng bản tin này. Thân ái kính chào tạm biệt.